Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án văn hóa công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Đề án được triển khai nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. Trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành thực thi công vụ, đảm bảo các nội dung theo quy định tại đề án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, một số nội dung trọng tâm cần thực hiện là xây dựng, rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, đẩy mạnh bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ, nghiêm cấm những hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, vòi vĩnh, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây bức xúc cho người dân, tăng cường công tác thanh tra giám sát về văn hóa công vụ đối với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức và viên chức. Hưởng ứng chiến dịch Những Giọt Máu Hồng hè 2019, sáng ngày 4 tháng 6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mường Khương đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt Hồng nơi biên cương. Hiến máu cứu người là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện được tinh thần, trách nhiệm, sự chia sẻ của mỗi người đối với cộng đồng xã hội. Trong những năm qua, hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường niên của huyện Mường Khương, được mọi người tích cực hưởng ứng. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của trên 500 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ phát động, đã có 229 người trực tiếp tham gia hiến máu, thu được 282 đơn vị máu. Sau khi hiến máu thì rất là mong những giọt máu của mình thì mang lại những niềm vui cho những người bệnh. Với bản thân tôi thì được tham gia chương trình hiến máu tình nguyện là một vinh dự của người thanh niên. Và qua những đợt hiến máu tình nguyện này, tôi hy vọng những giọt máu của mình cho đi sẽ cứu sống thêm các bệnh nhân. Ngày hội hiến máu tình nguyện đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của mọi người thông qua hành động. Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Với thông điệp ý nghĩa trên, những giọt máu nghĩa tình này sẽ tiếp thêm sự sống cho những người bệnh cần được giúp đỡ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trước, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, thường đặt cả niềm tin vào hủ tục cúng bái hay những loại lá cây trên rừng mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Ngoài nguyên nhân hạn chế trong nhận thức, những khó khăn về kinh tế đã khiến họ không có điều kiện tiếp cận với dịch vụ y tế và các phương pháp chữa bệnh hiện đại. Còn hôm nay, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua chính sách bảo hiểm y tế, các hộ nghèo đã có thêm một điểm tựa quan trọng trong đời sống an sinh của mình. Đây là hình ảnh chúng tôi mới ghi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Đã 83 tuổi, lại mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 40 năm nay, nên phần lớn thời gian, ông Lương Ngọc Ngà phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế. Trong khi đó, vợ ông là bà Nguyễn Thị Tín cũng đã ngoài 70 tuổi, lại thường xuyên đau ốm. Còn người con trai duy nhất, được xem là lao động chính của gia đình, lại mới phát hiện bị mắc bệnh nan y. Cũng rất may, gia đình ông nằm ở địa bàn vùng 3 của xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, thuộc diện được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, nên gánh nặng chi phí khám chữa bệnh đã được cộng đồng cùng san sẻ. Có thể được thằng cháu thì nó lại mắc phải cái bệnh hiểm nghèo. Đấy, nó liên quan đến thận, thế nên là đi hết Hà Nội, Việt Đức, Bạch Mai sang đến viện ca. Đã ốm lâu lâu thì không còn gì để nói được. Vì ông nhà tôi gần 40 năm nay nói thật là bây giờ đến cái ngồi đâu ngồi đấy rồi, làm gì được. Bản thân tôi thì cũng chả lao động được nữa. Thế có thằng cháu thì 3 năm nay từ năm 16 lại mắc phải cái bệnh như thế, đâm ra cũng rất là khó khăn với hoàn cảnh. Thế nên là đúng nhờ được có được cái thẻ bảo hiểm y tế, rồi nhờ được cái sự quan tâm giúp đỡ của các bác sĩ nữa, thì nói chung là cũng bớt đi một gánh nặng rất là nhiều. Còn đây là cháu Triệu Minh Được, năm nay 10 tuổi, ở xã Kim Sơn. Do sinh thiếu tháng khi mới chào đời chỉ nặng gần 1 kg, nên sức khỏe của Minh Được khá yếu, thường xuyên cần sự can thiệp của các thầy thuốc. Cũng chính bởi vậy mà tấm thẻ bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,
giúp bố mẹ của Minh Được vơi bớt khó khăn về kinh tế. Nếu mà không có bảo hiểm thì sẽ phải chi trả nhiều hơn rất nhiều ạ. Ngoài tiền ăn ra thì có thể khoảng mấy trăm nghìn nếu mà muốn truyền đạm hay thêm cái gì đấy thôi. Còn lại là bảo hiểm chi trả. Kết thúc năm 2018, toàn huyện Bảo Yên có 84.734 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 97% tổng dân số của toàn huyện. Việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ giúp các gia đình người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tạo ra nguồn thu, góp phần giúp các cơ sở y tế có thêm điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn. Nguồn thu từ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do bảo hiểm y tế chi trả năm 2018 là trên 70% cho toàn bộ hoạt động chung của bệnh viện. Và từ cái nguồn thu từ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như vậy là bệnh viện có điều kiện bổ sung mua sắm được một số trang thiết bị cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn như bộ phận hồi sức cấp cứu, rồi là phòng cấp cứu ở khoa nội, cấp cứu ở khoa nhi, rồi là một số phòng làm thủ thuật của khoa sản của bệnh viện đa khoa huyện. Có thể thấy, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau bệnh tật hay tai nạn. Bên cạnh đó, bảo hiểm y tế còn tạo ra sự công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Và cũng chính bởi vậy mà bảo hiểm y tế luôn được xem như một trụ cột đảm bảo an sinh xã hội. Sau nhiều vụ dưa đã qua, đến nay Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Gia Phú đang khẳng định được hiệu quả của mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao. Mô hình này được triển khai tại xã Gia Phú từ tháng 2 năm 2018, với diện tích canh tác là 1 hecta. Mô hình có hơn 3.000 gốc dưa lưới một vụ một năm, một năm trồng 3 vụ với 9.000 gốc. Dưa được trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng công nghệ Israel. Trong vụ thu hoạch thứ tư này, năng suất ước đạt trên 3 tấn quả. Với giá bán dao động từ 65.000 đến 70.000 đồng một kg, hợp tác xã sẽ thu về hơn 200 triệu đồng một vụ. Không chỉ trồng dưa lưới vàng, hợp tác xã còn trồng thêm dưa chuột, dưa lê Ngân Huy. Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Gia Phú thành công sẽ bổ sung thêm chủng loại cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Phòng chống đuối nước cho trẻ luôn là mối quan tâm của toàn xã hội. Đã có nhiều giải pháp được đưa ra, tuy nhiên số trẻ bị đuối nước vẫn tăng cao vào mỗi dịp hè. Tại tỉnh Lào Cai, chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, đã có 9 trẻ tử vong do bị đuối nước. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em là do các em không biết bơi, thiếu kỹ năng xử lý khi xảy ra tai nạn đuối nước. Nhiều trẻ em thiếu không gian vui chơi, lại vào thời điểm nghỉ hè, dẫn đến việc các em ra sông suối để vui chơi tắm mát. Thực tế tại địa phương cho thấy, số trẻ em tử vong do đuối nước tại nhà gần tương đương với tại cộng đồng. Cụ thể, trong năm 2018, trong số 23 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước thì có 11 trẻ tử vong tại nhà và 12 trẻ tử vong tại cộng đồng. Thực trạng này khiến nhiều người băn khoăn với câu hỏi, phải chăng đuối nước là một trong những tai nạn khó có thể phòng tránh được? Hay chính sự cầu thả, thiếu trách nhiệm của người lớn là một phần tác nhân đẩy con em mình đến gần với nguy hiểm chết người? Để tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em, mới đây Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lào Cai vừa ban hành kế hoạch thực hiện các hoạt động của dự án hỗ trợ các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Vận động Chính sách Toàn cầu Hoa Kỳ thực hiện. Là một trong 8 tỉnh được chọn triển khai dự án, Lào Cai có 15 xã thị trấn thuộc các huyện Bắc Hà, Bảo Yên và thành phố Lào Cai được hưởng lợi từ dự án. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ phòng chống đuối nước cho trẻ em thông qua triển khai các chương trình can thiệp hiệu quả và bền vững, góp phần giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đã có văn bản chỉ đạo cụ thể về tổ chức quản lý học sinh trong dịp hè và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. Một trong những nội dung quan trọng nhất của văn bản này là yêu cầu các địa phương, các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em, trọng tâm là phòng tránh đuối nước, xâm hại và bạo lực trẻ em. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.